Trên thị trường vàng thì giá vàng trong nước sáng nay giao dịch chậm giảm nhẹ sau khi mà đã tăng cao trong phiên trước đó. Đến 11 giờ trưa thì giá vàng dòng Thăng Long giảm 60.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua, với mức mua vào là 56.060.000 đồng một lượng và bán ra là 56.910.000 đồng một lượng. Trong đó thì giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu không thay đổi, giữ ở mức 66.770.000 đồng một lượng và bán ra là 67.330.000 đồng một lượng.